Có một điều mà chắc chắn ai cũng phải gật gù đồng ý, đó là khủng long bạo chúa với tên khoa học Tyrannosaurus rex hay T-Rex luôn là loài khủng long nổi tiếng nhất mọi thời đại. Một loài khủng long xuất hiện nhiều nhất trong thế giới con người, từ sách, phim, chương trình truyền hình và thậm chí là cả trò chơi điện tử. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Uncheck Share tìm hiểu 10 sự thật thú vị về khủng long bạo chúa T-Rex nhé. Bạn nào đã biết rồi thì hãy cùng xem để xác nhận lại cùng chúng mình. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Nguồn gốc cái tên khủng long bạo chúa. Tyrannosaurus có nghĩa là thằn lằn bạo chúa, được lấy từ tiếng Hy Lạp. Tyrannos nghĩa là bạo chúa và Saurus nghĩa là thằn lằn. Chúng còn được gọi là khủng long bạo chúa trong văn hóa đại chúng, là một chi khủng long chân thú sống vào cuối kỷ phân trắng. Mẫu vật hóa thạch có tên đầu tiên của khủng long bạo chúa gồm có hai đốt sống do Edward Drinker Cope tìm thấy vào năm 1892. Hóa thạch được tìm thấy trong các hệ địa chất có niên đại tầng Maastricht khoảng từ 67 đến 65,5 triệu năm về trước và là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước sự kiện tuyệt chủng kỷ phân trắng cổ cận. Cope tin rằng đốt sống này là của một loài khủng long có họ Manospondylus gigas, có nghĩa là bộ xương khổng lồ có lỗ xốp. Tuy nhiên, khi phát hiện những hóa thạch khổng lồ khác, Chủ tịch Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ Henry Fairfield Osborne đã đặt tên cho chúng là Tyrannosaurus Rex, vua thằn lằn bạo chúa, thường được đọc ngắn gọn là T-Rex. Những cú cắn thấu xương của T-Rex. Năm 1996, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford đã tiến hành kiểm tra hộp sọ của một loài khủng long và xác định rằng khủng long bạo chúa là thủ phạm với cú ngoạm có lực khoảng 3.630 kg, tương đương trọng lượng của 3 chiếc xe hơi nhỏ. Những chiếc răng dài hình nón tạo ra áp lực bằng khoảng 30.300 kg trên cm vuông, khiến xương của con mồi vỡ ra thành từng mảnh. Răng của khủng long bạo chúa thể hiện sự khác biệt rõ rệt về hình dạng. Các răng của mảnh trước hàm ở hàm trên được đóng gói chặt chẽ, hình chữ D theo mặt cắt ngang, có các chỗ lồi gia cố trên bề mặt phía sau là răng cửa và cong ngược lại. Mặt cắt hình chữ D, chỗ chóp tăng cường và đường cong ngược làm giảm nguy cơ răng sẽ bị gãy khi khủng long bạo chúa cắn hoặc kéo. Những chiếc răng còn lại rất chắc chắn, giống như những quả chuối chết người hơn là dao găm, có khoảng cách rộng hơn và cũng có các chóp củng cố. Những răng ở hàm trên lớn hơn tất cả, nhưng cái ở phía sau hàm dưới. Lớn nhất được tìm thấy cho đến nay, được ước tính dài khoảng 30,5 cm, bao gồm cả gốc răng khi nó còn sống, làm cho nó trở thành một chiếc răng lớn nhất của bất kỳ loài khủng long ăn thịt nào đã được tìm thấy. Khủng long bạo chúa cũng có lông vũ. Chúng ta đều biết rằng, trong quá trình tiến hóa, khủng long đã phát triển thành chim, một số loài ăn thịt được bao phủ bởi lông vũ. Do đó, một số nhà cổ sinh vật học tin rằng khủng long, đặc biệt là khủng long bạo chúa, không nằm ngoài xu thế đó. Chúng sẽ mọc lông vũ trong một số thời điểm ở chu kỳ sống của mình, rất có thể ngay khi vừa mới chào đời. Với nhiều loài khủng long chân thú, khủng long đuôi rỗng khác được phát hiện ở Yixian. Bộ xương hóa thạch được bảo quản bằng một lớp cấu trúc sợi thường được công nhận là tiền thân của lông vũ. Bởi vì tất cả các nghiên cứu đã được biết đến vào thời điểm đó cho thấy bằng chứng về vẩy hay các nhà nghiên cứu cho rằng đặc điểm về lông có thể tỷ lệ nghịch so với kích thước cơ thể. Một cá thể vị thành niên sẽ có lông vũ, sau đó rụng lông khi nó lớn lên và không còn cần bộ lông để giữ ấm. Tuổi thọ trung bình của khủng long bạo chúa. Thật khó để biết được tuổi thọ của khủng long từ hóa thạch của nó, nhưng dựa vào các mẫu vật, các nhà cổ sinh vật học đã đoán rằng khủng long bạo chúa có thể sống được tới 30 tuổi. Vì bản thân khủng long luôn nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn nên chúng hoàn toàn không bị các loài vật khác tấn công. Chúng có thể bị chết do tuổi già hay bệnh tật. Việc tìm thấy một số mẫu khủng long bạo chúa chưa trưởng thành đã cho phép các nhà khoa học ghi lại những thay đổi về mặt sinh học của loài, ước tính tuổi thọ và xác định tốc độ phát triển của chúng. Cá thể nhỏ nhất được biết đến được ước tính chỉ nặng khoảng 30 cân, trong khi cá thể lớn nhất có thể nặng lên đến khoảng 5.650 kg. Khủng long bạo chúa ăn xác thối. Có một giả thiết được nhiều nhà khoa học đặt ra, đó là khủng long bạo chúa sống chủ yếu dựa vào xác thối, ăn lại từ những cuộc săn của loài khác.
Điển hình đó là Jack Horner, cố vấn cho loạt phim đình đám Công viên kỷ Jura. Đó là một loài thô kệch, ghê tởm và hôi thối. Không có bằng chứng nào cho thấy chúng là loài săn mồi. Đây chính là những gì mà Jack Horner nói về khủng long bạo chúa. Nhưng giả thiết này cũng khó có thể đứng vững, bởi với khối lượng đồ sộ, khủng long bạo chúa cần một lượng thức ăn lớn mỗi ngày. Ăn xác thối đồng nghĩa với việc chúng không thể chủ động được về nguồn thức ăn của mình. Và nếu ăn xác thối, cơ chế tiến hóa cũng sẽ không cung cấp cho khủng long bạo chúa một cặp hàm siêu khỏe đến như vậy. Đó là cặp hàm có lực cắn rất mạnh, mạnh nhất trong số tất cả các động vật trên cạn từng được ghi nhận. Hơi thở có mùi rất khó chịu do nhiễm trùng miệng. Trong nhiều năm, các nhà cổ sinh vật học đã tranh cãi về việc liệu khủng long bạo chúa là một cỗ máy săn mồi thực sự hay chỉ là một loài cơ hội, chờ con vật khác chết hoặc bệnh tật. Ngày nay, cuộc tranh cãi đó có vẻ như đã chấm dứt bởi thực tế khủng long bạo chúa sẽ ăn thịt động vật bị ốm đau, bệnh tật, nhưng khi đói, chúng sẽ đi săn mồi. Bên cạnh đó, đa số những con khủng long trong thuộc kỷ trung sinh đã có thể tự làm sạch răng của chúng. Một số loài biết dùng cây sồi để loại bỏ thức ăn thừa bám trên răng. Một số nhà khoa học cho rằng các mẩu thịt thừa bám vào kẽ răng và thối rữa khiến cho chúng bị nhiễm khuẩn, từ đó gây ra nhiễm trùng miệng. Chính vì vậy, trong quá trình kiếm ăn, cú cắn của khủng long bạo chúa khiến con mồi bị nhiễm trùng và chết ngay sau đó không lâu. Chi trước có thể không nhỏ như bạn nghĩ. Cặp chi trước của khủng long bạo chúa luôn làm mọi người thích thú bởi chúng khá nhỏ và đáng yêu, không cân xứng với phần thân của cơ thể khổng lồ. Đã có vô số những phim hoạt hình meme được đăng tải về body shaming T-Rex, trong đó có cả tôi. Thực tế là chi trước của khủng long bạo chúa dài khoảng 1 mét, có khả năng chịu được mỗi bên một người trưởng thành với cân nặng 180 cân. Khủng long bạo chúa là một trong số các động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất mọi thời đại. Mẫu vật hoàn chỉnh lớn nhất trưng bày ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field có chiều dài cơ thể là 13 mét và cao 4 mét ngang hông. Ước tính khối lượng có rất nhiều biến đổi, từ nặng hơn 8,2 tấn tới nhẹ hơn 4,5 tấn. Ước tính gần đây nhất với khối lượng từ 5,4 tới 6,8 tấn. Không phải loài ăn thịt lớn nhất. Mọi người thường nghĩ rằng khủng long bạo chúa sống chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, với chiều cao khoảng 12 mét, nặng từ 7 đến 9 tấn. Tuy nhiên, khủng long bạo chúa chỉ xếp thứ 2 trong các loài khủng long ăn thịt lớn nhất, sau Giganotosaurus ở Nam Mỹ, nặng khoảng 4,2 đến 14 tấn và xếp trên Spinosaurus ở Bắc Phi với khối lượng 6,4 đến 7,5 tấn. Tuy nhiên, chúng không có cơ hội để đối đầu với nhau do thời điểm sống của ba loài cách nhau hàng triệu năm và cách xa hàng ngàn cây số. Ngoài ra, dựa trên những nghiên cứu về hóa thạch của loài khủng long, Brian Curtis, một nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Arizona cho biết, chiều dài của một con khủng long gai trưởng thành có thể lên đến 39 mét và thậm chí là 42 mét tính từ mõm tới đuôi. Dị hình giới tính. Các nhà khoa học đã phân tích sự biến đổi giữa các cá thể và phát hiện ra rằng hai loại cơ thể khác nhau hoặc hình thái tương tự như một số loài chân thú khác. Một trong những hình dạng này có cơ thể săn chắc hơn, nó được gọi là hình thái mạnh mẽ, trong khi dạng còn lại được gọi là mảnh mai. Một số khác biệt về hình thái đã được sử dụng để phân tích tính lưỡng hình giới tính ở loài khủng long bạo chúa, với hình thái mạnh mẽ thường được cho là giống cái. Chỉ có một mẫu khủng long bạo chúa duy nhất đã được chứng minh là thuộc về một giới tính cụ thể. Kiểm tra hóa thạch khủng long bạo chúa đã chứng minh rằng việc bảo tồn mô mềm trong một số xương. Một số mô này đã được xác định là mô tủy, một mô đặc biệt chỉ phát triển ở các loài chim hiện đại như một nguồn canxi để sản xuất vỏ trứng trong suốt thời kỳ rụng trứng. Vì chỉ có chim cái đẻ trứng, mô tủy chỉ được tìm thấy một cách tự nhiên ở giống cái, mặc dù giống đực cũng có khả năng sinh ra nó khi được tiêm thêm nội tiết tố sinh sản estrogen. Điều này cho thấy rằng đây là giống cái và nó đã chết trong thời kỳ rụng trứng. Dáng đi của khủng long bạo chúa. Giống như nhiều loài khủng long đi bằng hai chân, khủng long bạo chúa được mô tả trong quá khứ như là một cỗ máy ba chân sống với thân hình tạo thành góc 45 độ hoặc ít hơn theo chiều dọc và đuôi kéo lê trên mặt đất, tương tự như một con chuột túi. Đến năm 1970, các nhà khoa học nhận ra tư thế này là không chính xác và không thể được duy trì bởi một động vật có kích cỡ lớn đến như vậy, vì nó có thể dẫn đến sự trật khớp hoặc suy yếu của một số khớp, bao gồm khớp hông và khớp nối giữa đầu và cột sống. Dáng đứng phục dựng không chính xác bởi Bảo tàng lịch sử tự nhiên đã truyền cảm hứng cho những mô tả tương tự trong những bộ phim và tranh ảnh.
Vừa rồi là những thông tin thú vị về khủng long bạo chúa T-Rex mà có thể các bạn chưa biết đến. Có bất cứ góp ý gì, các bạn đừng ngần ngại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy rằng video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những phần mô tả hoặc tham gia gói hội viên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.